trên trời mãi. Ui trời, có xong rồi. Ôi ơi, bảo vệ đâu, sao mà cho ông này vào như này. Ôi rồi, vỗ tay thật lớn chào đón bắt giới. Ôi rồi, lên ôm. Trời ơi, vâng ạ, à, lần đầu tiên thấy cái mặt chân vật đấy. Tai to này, bụng bự này, mặt này hơi xấu tai tí nhưng mà không sao. Nhân vật mà các bạn nhỏ cũng khá là yêu thích đúng không ạ? Đến từ trong tác phẩm Cây Thư Ký. Rồi, nhân vật đầu tiên là... đây, đồ đề đó chính là Tô Phổ Công. Và đây là đệ tử thứ hai của Được Tăng Chư Bát Giới. Đấy, với 36 phép thiên căn thì ngày hôm nay để xem Bát Giới của chúng ta sẽ biểu diễn tiếp tục như thế nào thì các bạn nhá. Rồi bây giờ mời các bạn xuống dưới, bạn nào không xuống dưới là không có quà, xin mời xuống dưới hết nhanh. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn lùi lại phía sau nhé. Bát Giới sẽ chuẩn bị mang những võ thuật núi rồi. Vâng ạ, đây là những tơ nghệ lấy từ động bàn tơ đánh nhau với bạch sư tinh. Rồi, và giới thiệu mọi thân mến thì trong tác phẩm Tư Công Ký, Bát Giới có rất nhiều phép thuật thần thông không kém gì đại đồ đại sư huynh, đó chính là Tô Phổ Công. Thì bây giờ sẽ là phép thuật đầu tiên, biến không thành có, biến có thành không, biến tranh thành người. Rồi, như vậy là một chú chim bồ câu xuất hiện rồi. Bức tranh có hai chú chim. Vâng ạ, biến một phát là chú chim rồi, còn hai quả trứng biến nốt kìa. Ok, và như vậy là chú chim đã xuất hiện cùng với quyết định sinh nhật đón tuổi thứ 3 này trong mỗi năm của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng dưới ạ. Nhờ anh đi chơi cho nhà chú của em. À, các bạn ơi, nào, xin mời. Di chuyển hết trở về vị trí ghế ngồi thật nhanh. 5 giây bạn nào không ổn định là sẽ chuẩn bị có một hình phạt gây sung sướng người khác. Bắt đầu này, 5, 4, 3, 2, trở về ngồi xuống nhanh. Rồi, xin mời quay trở lại với tiết mục tiếp theo. Ok, và bây giờ thì trên tay của Bát Giới của chúng ta đang là một quả bóng. Úi dồi, có bạn nào ăn nhiều giống Bát Giới bụng bự không? Đâu, bạn nào bụng bự thơ tay làm gì thấy gì mà thơ. Rồi, chúng ta sẽ có một tiết mục tiếp theo mà Bát Giới mang đến. Bạn nào đoán được đây là gì? Đấy rồi, đây là một thanh kiếm diệt yêu. Yêu quái. Thanh kiếm này có thể xuyên qua mọi đồ vật và có thể xuyên qua trái bóng. Đây. Wow, và bây giờ là chúng ta đang chứng kiến vòng Bát Giới của chúng ta xuyên qua trái bóng rồi. Vâng, rất là thần kỳ các bạn ơi. Rồi, xuyên qua trái bóng nhưng trái bóng không bị vỡ. Úi giời. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, phép thuật tiếp theo nào, để xem Bát Giới của chúng ta có một chiếc gì đây, ống nhòm à? Một chiếc gì nữa, một bông hoa. Bông hoa màu gì các bạn? Màu gì? Rồi, màu xanh biển. Úng ba la. Rồi, kiểm tra là bên trong không có gì nhá. Nào các bạn, nhảy theo, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Úi giời. Vâng ạ, sau khi mà Bát Giới biểu diễn xong thì chắc chắn rồi, các bạn nhỏ nhà mình lên sân khấu để tiếp. Màu xanh các bạn, hoa kiểu gì màu nào các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, nhảy ở dưới thôi, ai cho lên sân khấu hả? Cố dưới nhanh, xuống dưới nhanh, tí nữa, tí nữa.
Bây giờ bông hoa của Bát Giới màu gì? Hoa màu gì? Màu này là màu yellow. Chính xác là màu vàng. Rồi, biến ra. Rồi, ok, chưa biến ra gì cả. Bây giờ các bạn đoán ra màu gì? Bạn thì bảo màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím. Rồi, màu. Vô tay, vô tay, vô tay. Rất là kỳ diệu phải không bạn? Một bông hoa màu vàng biến ra thành màu xanh rồi. Bây giờ là một chiếc phất trần. Úi rồi, cây chổi lau nhà. Để xem là cây chổi lau nhà nó biến ra gì nhá. Bốn màu xanh đỏ tím vàng. Biến ra thành chiếc ô xanh đỏ tím vàng rồi. Các bạn ơi, xuống dưới, chú Hề nhờ các bạn nhà mình là di chuyển xuống dưới sân khấu của chú Hề nào. Các bạn ơi, xuống dưới chú sân khấu của chú Hề nhá. Rồi, nó bây giờ xin mời các bạn chào nó tiếp. Không bạn nào lên sân khấu nhá, nào xuống dưới nhanh, xuống dưới nhanh. Và bây giờ trên tay của Bát Giới của chúng ta đang là một quyển sách. Các bạn thấy không? Rất là nhiều phép thuật nhưng mà Bát Giới của chúng ta vẫn phải đi học. Đấy, đi, úi ra, xong rồi. Vâng, học hành gì thế này, cháy hết cả sách rồi. Xuống 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 nhanh, trời ơi, chạy lên đây ngã hết cả ra rồi. Trở về bên dưới nhanh, nhanh chân di chuyển xuống bên dưới của chú Hề nhá. Thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thấy Bát Giới chúng ta giỏi không? Biến một phát ra một sấp tiền. Không đứng lên sân khấu ạ, nào xin mời xuống dưới, xuống dưới. Bạn nhỏ nào lên sân khấu là chú Hề chuẩn bị có một hình thức bị phạt nào. Xuống dưới sân khấu thật nhanh. Đúng rồi, nhường lại sân khấu để tất cả khán giả nhà mình ở bên dưới cùng theo dõi những tiết mục mà ngày hôm nay các nghệ sĩ trước của chúng ta mang đến bây giờ. À đây, giới thiệu các bạn thân mến, ngoài ăn giỏi thì Bát Giới chúng ta còn uống giỏi nữa. Thức uống mà Bát Giới uống giỏi nhất đó chính là rượu. Đấy, có một chai rượu Tây đây rồi. Một chai rượu và một lon bò húc. Rồi, ra sẽ có hai chiếc hộp xe màu. Ok, và như vậy là biến lon bò húc nhảy sang bên kia. Đổi chỗ nhau rồi, đổi chỗ nhau rồi. Làm lần nữa nhé, các bạn cùng theo dõi, nhìn thật là kỹ. Vâng ạ, dường như hai chiếc ống này liên kết với nhau rồi. Mời tất cả các bạn tiếp tục quay trở về vị trí ngồi, ổn định vị trí ngồi để tất cả khán giả nhà mình ở đằng sau có thể theo dõi được cùng với chúng ta nhé. Các bạn hãy ngồi xuống nào. Wow, tiếp tục là những chai rượu tiếp theo. Còn là nhà sản chuyên sản xuất rượu rồi, rất là nhiều chai rượu trong buổi tối ngày hôm nay.
Một lần nữa chúng tôi mời các bạn nhỏ nhà mình quay trở về ghế ngồi xuống. Đúng rồi, các bạn phải ngồi xuống để theo dõi những tiết mục ngày hôm nay. Có khán giả ở đằng sau nữa, có các em ở đằng sau chúng ta nữa nhá. Rồi, cùng đánh dấu này. Theo dõi kỹ, một chiếc khăn buộc vào một chai rượu nhá. Ok. Rồi. Vâng, rất phân kỳ luôn quý vị. Biến hóa liên tục. Hoa hết cả mắt rồi. Ôi ơi. Đây là chiếc khăn này thành màu vàng rồi. Con mùi hẳn về sau luôn. Con mùi hẳn về sau luôn. Wow, rất là đẹp mắt. Tung cao của bác Hơi phát sáng rồi. Vỗ tay. Toàn tiếp tục giơ cao hai cánh tay của mình lên nào. Tay đâu các bạn ơi. Vỗ tay. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho sự bất giới của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Rồi vừa